Mình chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số kiểu chạy bass trong solo độc tấu guitar cũng như điểm hát. Mình sẽ chia làm hai kiểu. Kiểu thứ nhất là chạy bass theo công thức. Chạy bass theo cái công thức có sẵn. Kiểu thứ hai đó là liên kết bè bass theo nốt bass của các hợp âm. Thì kiểu thứ nhất chạy theo công thức là gì? Mình lấy ví dụ như điệu slow rock. Thường là mình đánh như thế này. Bây giờ mình có thể chuyển đổi một xíu để có thêm nốt bass, ví dụ như thế này. Đó, bass 3 2 1 3 3. Mình đánh liên tiếp này. Nếu mà mình thêm kỹ thuật vào. Đó, tự nhiên nó có be bát. Bùm, 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 bùm. Bây giờ mình thêm vào. Đó là hình ảnh của chạy bass theo công thức. Có nghĩa là từ một cái kiểu chơi, các bạn phải xác định cái điệu mà các bạn chơi. Và sau đó các bạn phải chế tạo nó, làm sao để nó có cái bè bass. Ví dụ như điệu slow đó là bass 3, 2, 1, bass 3. Tự dưng nó lại có nốt bass. Còn điệu blue thì sao? Ví dụ như thế này. Đó là kiểu chơi cơ bản. Bây giờ mình có thể trao đổi một xíu. Bát 3, 2, 1, bát. Bát 3, 2, 1, bát. Nếu mà mình chơi thông thường. Ví dụ bài Brave You. Đó, bây giờ mình thêm cái kiểu chơi này vào. Hoặc là chúng ta có thể chơi như thế này. Đó. Đó là hình ảnh của kiểu chơi. Là cái kiểu chạy bass theo công thức. Còn điệu ballad thì sao? Mình có thể chơi thành. Đó, nó tự nhiên nó sẽ có nốt bass. Hoặc là mình hay chơi kiểu này này. Nó có nốt bass. Đó, hoặc là đó, cũng là công thức có sẵn. Ví dụ như nhịp 3-4 là bùm chát chát bùm chát chát bùm chát chát. Nhưng mình có thể chế tác lại thành. Đó, bùm từng chát từng bùm từng bùm từng chát từng bùm từng bùm từng chát từng bùm. Ví dụ như bài bước chân lẻ loi. Thank you.
Thì đó là chạy bass theo công thức kiểu thứ nhất. Bây giờ mình sẽ đến với kiểu thứ hai, cách chạy bass thứ hai, đó là chạy bass theo bè bass liên kết. Muốn tạo được bè bass liên kết, đầu tiên là mình phải xác định hai cái nốt bass chính của hai hợp âm đã, từ ô nhịp này qua ô nhịp khác. Ví dụ như từ đô trưởng qua la thứ. Đó, mình phải xác định hai nốt bass của hai hợp âm mà mình muốn liên kết. Bước tiếp theo là gì? Chúng ta phải xác định cái chiều đi của bass. Ví dụ như từ đô qua la. Trong cái thế tay này, các bạn nhớ nhé, trong thế tay này, đô qua la, thì nó đang giảm dần. Đô la, đô la, đô la, đô la. Thì chúng ta sẽ liên kết theo cái chiều giảm. Đô la, đô si la, la, đô si la la, đô si la giáng, la thăng, la, đô si la thăng, la. Có nghĩa là chúng ta phải liên kết theo chiều đó. Đó. Chúng ta xác định được hai nốt bass của hai hợp âm mà chúng ta muốn liên kết. Thứ hai nữa là gì? Xác định chiều đi của nốt bass và viết ra các nốt bass có thể. Thứ ba là gì? Chúng ta sẽ chọn những nốt bass nào. Ví dụ từ đô qua la thì mình có thể là đô si la. Đó, mình chọn là đô si la là bè bass của nó. Đô si qua la. Sau khi chúng ta xác định được chiều đi của nốt bass rồi thì chúng ta phải xem cái điệu mà chúng ta chơi là điệu gì. Đô, đô si la, hoặc là ví dụ trong trường hợp la thứ qua rê thứ thì nó đang tăng là rê. Đó. Là si đô rê thì mình có thể chọn là si đô rê cho nó gần nốt rê. Càng gần nốt bát đích thì nó càng có sức hút. Hoặc là đô đô rê, đô đô thăng rê đấy. Đó là điệu slow. Còn điệu blue nó cũng tương tự vậy. Đó, nhưng mà blue thì nó ít nốt quá. Nếu mà các bạn đánh theo các nốt kép thì nó mới nhiều nốt được. Chứ còn không thì nó sẽ là qua la, đô qua la. Đó, mình thêm nốt si thôi. Đô, si, la. Đó, mình thêm nốt kép thì nó mới liên tiếp được. Nhưng mà thường thường chúng ta thêm một nốt tại vì blues nó là nhịp 2/4, mình đánh chậm nó 12. Ví dụ như điệu ballad đi. Từng 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 từng. Đó, đó là chiều đi. Mình có thể chọn từ đô qua la, từ rê qua son thì có thể chọn là rê son đang giảm. Có nghĩa là các bạn phải chọn trong cái thế bấm mà các bạn đang bấm nhá, chứ không phải là các bạn nói là à tại sao anh nói nốt rê nó cao nốt son, chưa chắc. Nhưng trong thế bấm này rê thứ nốt rê nó sẽ là cao nốt son đó, chứ còn những nốt son khác thì nó sẽ cao hơn thôi. Điệu bolero. Các bạn có thể chọn tùy ý, tại vì mình cũng phải chuyên dòng bolero. Nhưng mà cách đi bass nó là thế. Đó. Các bạn phải xác định hai nốt bass của hai hiệu âm trong cái thế tay mà chúng ta đang chơi. Trong thế tay mà chúng ta đang chơi. Xem à, nó như thế nào. Chiều nó thế nào. Nốt cao qua nốt thấp hay nốt thấp qua nốt cao. Thì chúng ta sẽ liên kết theo chiều đó. Chúng ta chọn ra các nốt bass. À, bao nhiêu nốt thì tùy nhé. 3 nốt, 4 nốt, 5 nốt tùy ý. Thường thường là 2 đến 3 nốt được cùng thôi. Nhiều quá nó không hay. Đó. Trong cái kiểu chạy bass này có một cái kiểu nhỏ nữa, đó là kiểu xen kẽ. Ví dụ như từ đô qua la, mình có nốt si đằng giữa đi, thì mình có thể đánh thế này. Đó là nhịp 6/8. Đó. Hoặc là nhịp 4/4 chẳng hạn vậy, thì có thể là nhịp 2/4 trước đi. Đó.
như từ La qua Rê. Đó, cũng bình thường. Hoặc là ví dụ như nhịp 4-4 là 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4. Tùy, có nghĩa là các bạn thường á, là các cái nốt mà chúng ta xen kẽ bát ấy là rơi vào nhịp. Đó, rơi vào nhịp nhé. Nhớ là nó rơi vào nhịp. Đó. Thì chúng ta xen kẽ ở đâu tùy. Ví dụ như điệu ballad, bây giờ mình xen kẽ kiểu khác đi. Alo anh nghe Lợi ơi. Tối nay nghỉ em nhé, tối nay nghỉ lễ mà. Rồi ok. Thì đó là kiểu xen kẽ. Mình lấy ví dụ nhé. À, bài Soledad đi. Đó, kiểu xen kẽ đấy. Đó. Còn mà cái kiểu gọi là kiểu liên kết bài bát, ví dụ như là đó. Thì các bạn cũng có thể tham khảo ở cái giáo trình của mình. Tất cả những cái gì mà mình có, mình đều chia sẻ ở đó hết. Hầu như là không thiếu một cái gì hết cả. Những cái gì mình có, những cái bài chuyển soạn của mình cũng viết ở đó hết rồi. Thì các bạn có thể tham khảo, đường link ở bên dưới đấy nhá. Đó. Nếu các bạn thấy hay thì like và share với bạn bè, cũng như subscribe kênh YouTube của mình. Mình cảm ơn tất cả các bạn. Khi chúng ta chạy bát đấy, sau khi chúng ta xác định nốt bát từ hợp âm này qua hợp âm kia, thì chúng ta phải biết chiều đi của nốt bát, nó đang đi lên hay đi xuống. Đó, và sau đó chúng ta sẽ liên kết theo chiều đó. Các bạn cứ xem như chiều từ hợp âm này qua hợp âm khác, nó đi chiều nào. Sau đó là các bạn xác định tất cả các nốt bát đi từ chiều này qua chiều này. Ví dụ từ mi thứ qua si thứ thì nó đang tăng mi qua si. Đó, thì nó tăng như thế nào? Mi fa son la si. Sau đó các bạn tiến hành chạy tới nốt bát tiếp theo từ hợp âm A qua hợp âm B, thì các bạn chạy các nốt bát làm sao mà nó tiến tới hợp âm B. Các nốt càng gần hợp âm B càng tốt. Đó, các bạn nhớ nhé. Sau khi các bạn xác định được chiều đi rồi, các bạn xác định được cái nốt bát mà đi qua, thì các bạn nên chọn các nốt mà gần cái hợp âm đích ấy, hợp âm mà chúng ta muốn chạy đến ấy. Đó. Ví dụ như bài Vùng Lá Máy Bay. Mình lấy ví dụ nha. Cái đoạn này là mình đánh gì? Từ mi, son, son thăng và la. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ khác nhé. Từ mi thứ qua la thứ. Trong tông mi thứ thì bát nó sẽ là mi đến la, mi pha thăng son la. Đó, thì mình sẽ hướng tới nốt bát đích là la, thì có thể là mình đánh mi son la. Đó, ví dụ vậy. Đó.